Hi, xin chào các bạn. Thì hôm nay Toyota Tân Cảng Minh Khoa lại giới thiệu cho các bạn một mẫu xe Nova số tự động. Thì đây là phiên bản Ventura anh chị ha, còn hoặc là trong hãng mình được gọi là Innova IGM. Thì cái tên thân mật là Innova Ventura anh chị ha. Thì xe này được sản xuất vào năm 2019, đi được 52.000 cây số rồi. Thì tại Toyota Tân Cảng Minh Khoa đang định giá bán là 790 triệu cho cái mẫu Innova Ventura đời 2019 này. Thì xe mang biển số tỉnh anh chị ha. Thì đối với cái những mẫu Innova tự động á, thì hiện nay nếu mà các anh chị đặt hàng á, thì phải tới tháng 10, tháng 11 thì tùy theo đại lý mới có xe giao anh chị ha. Thì để bây giờ mình có một cái xe mình đi trước mắt thì Khoa nghĩ đây là những cái mẫu Innova để cho mình đáng suy nghĩ nha anh chị. Thì đối với mẫu Ventura á, thì nó sẽ có bộ up body kit bên ngoài. Đó, đây giống như bộ up body kit anh chị ha. Up ở dưới rồi nó có mạ rơm lên luôn nha anh chị ha. Đó, phía bên hông xe cũng có luôn và phía sau luôn nha anh chị ha. Thì đối với những cái bộ up body kit này á, nó làm xe mình nó cứng cáp hơn, nhìn nó đẹp hơn anh chị ha. Và phía trước mặt nạ ga lăng đây anh chị thì cũng có ốp mạ rơm nè anh chị ha. Đó. Xe đi 52.000 nhưng khách giữ khá là kỹ. Thì xe này mang biển số tỉnh nha anh chị. Thì theo kinh nghiệm của Khoa đi mua xe á, đây mang biển số 65 Cần Thơ anh chị ha. Thì thường những cái xe tỉnh anh chị, một là nó rất là đẹp, phải nói nước sơn nó rất là đẹp. Hai là cái xe sẽ bị đâm đụng tai nạn. Đó, vì sao? Vì đi đường tỉnh không như thành phố, không có bị va quẹt nhiều anh chị, nên đâm ra là cái chất lượng mà phía bên ngoài về nước sơn hoặc là chạy xước sơn dặm nhiều thì không có nha anh chị ha. Chủ yếu nó chỉ có đâm đụng thôi, mà một khi nó tới tai nạn thì nó sẽ rất là nặng hơn so với những xe Sài Gòn nha anh chị. Đây cửa, đây đó, cửa bọng anh chị ha, đó, sùng bọng còn nguyên luôn, xe còn rất là đẹp nha anh chị ha. Thì hiện giờ là trời cũng chuẩn bị mưa sắp tối rồi, mà anh chị thấy mà Khoa quay cái phim lên đó thì thấy xe còn rất là sáng anh chị ha. Đó, bên ngoài rất là đẹp luôn nha anh chị. Phía sau thì có chữ Ventura đây, cụm đèn pha phía sau anh chị ha. Đó, đây bộ up body kit phía dưới nha anh chị ha. Rồi phần gầm đây. Đó, đây những cái xe tỉnh nó sợ nhất là gầm nha anh chị ha. Nhưng mà xe này ở thành phố Cần Thơ thì Khoa nghĩ nó cũng không tới nỗi nào đâu, vì nó là dùng thành phố rồi, nó lên đô thị rồi nên đâm ra còn gầm rất là đẹp. Chỉ sợ là những cái xe tỉnh thì gầm nó xét thôi nha anh chị. Bộ đây là phía sau bon rồi ốc cốp sau nguyên vẹn hết anh chị ha, như những cái xe khác thôi. Thì nếu mà anh chị để ý nè, thì cái xe Ventura á, thì nó sẽ có màu đỏ, màu đặc trưng và nó sẽ được sơn ốp đen phía sau. Đó, nó sẽ làm nổi bật lên cái xe của mình khi mà anh chị đi từ phía sau nhìn tới nha anh chị ha. Đây là hông nè anh chị thấy không? Đó, màu sơn còn rất là đẹp luôn. Tại vì cái màu đỏ này thì nó cũng khi mà lên hình nó sẽ khó nhìn được cái thấy cái đường gân dập, gân nổi của cái xe này anh chị ha. Đây, đây là cái đường gân nè anh chị đó. Nó hơi bị trời, nó hơi bị tối xuống, nó hắt lên anh chị, nên khó nhìn cái đường dập gân nha. Thì xe đi sắm mấy ngàn thì bộ lốp này cũng đã thay rồi nha anh chị ha. Chủ xe cũng đã thay một cái sát vỏ rồi, vì cái vỏ Nova đi tầm khoảng 60.000 thôi là phải thay nha anh chị. Đó. Đây, nội thất của xe, xe thì được trang bị là ghế nỉ zin theo xe thôi, chưa lên bộ ghế da ha. Đó. Bọc trần nè. Rồi, đặc thù của cái Nova tự động anh chị thì ở trên này anh chị thấy nó có một cái dãy đèn LED ban ngày hay ban đêm gì đó. Đó, nếu mà anh chị không mở đèn á, nó có dãy đèn LED rất là đẹp nha anh chị ha. Khoa rất là thích cái phần đèn LED này. Rồi có điều hòa nhiệt độ tự động phía sau luôn nha anh chị. Đó, và chỉnh bằng tự động hết. Thì phải nói dãy đèn LED này, đèn LED á đi ban đêm á nó không có sáng lắm, không có làm chói mắt người lái hoặc là người trong xe, nhưng mà nó có một cánh sáng vừa vừa phải phải. Mà cái xe nó mình cảm thấy nó sang trọng hơn anh chị ha. Đây hàng ghế phía trước nè, ngồi thì nó cũng hơi bị xệ xíu anh chị ha. Ghế nỉ zin luôn, còn rất là đẹp, rất là sáng nha anh chị ha. Đó, bảng táp lô đây. Thì cái này thì cái màu ngoại thất nó màu đen thì nó cũng hơi tối, nhưng mà bù lại rất là sạch nha anh chị. Xe cái đầu DVD zin theo xe đây. Đó, điều hòa nhiệt độ tự động luôn. Đồng hồ là 52.000 anh chị ha. Đó, vô lăng cần số còn rất là đẹp nha anh chị ha.
cái Nova hoặc là Fortuner, anh chị Khoa rất là thích cái hộc để đồ ở đây nè. Đó, mình để che nước, mình để che nước nó cao lên thì mình khi mình đi di chuyển á, cái hơi máy lạnh nó ra nó sẽ làm mát cái chai nước mình, uống rất là đã nha anh chị ha. Hoặc là anh chị nào mà để cái điện thoại vô đây á, nó sẽ cao lên khúc như nè. Đó thì mình sẽ có thể vừa đi mà vừa mình mở cái định vị cho những anh chị nào mà không có gắn cái đồ mà kẹp điện thoại anh chị ha. Cái chỗ đó để cũng là rất là lý tưởng cho cái chỗ để điện thoại của mình. Khoa đi thường xuyên là để chai nước, hoặc là bữa nào mà đi đâu xa mà không biết đường á thì mở cái định vị lên để ngay đó rất là thích hợp nha các anh chị ha. Đây phần tới phần đầu xe động cơ nhé. Phần động cơ anh chị thấy không? Thì tại Toyota Tân Cảng bên mình có một cái chế độ vệ sinh toàn bộ thân xe theo công nghệ Nhật Bản có tên là Marukuri. Thì phải nói là cái công nghệ này áp dụng từ bên Nhật đem về Việt Nam anh chị ha. Tất cả các máy móc đều nhập từ Nhật về hết, chứ không phải là máy móc được mua tại Việt Nam nha anh chị. Cũng không phải sản xuất tại Việt Nam luôn. Đó. Thì và cái đội ngũ mà nhân viên mà để làm cái công đoạn Marukuri này của bên Khoa á, là 4 anh nhân viên đã được đi qua Nhật học 1 năm làm việc tại bên đó để học hỏi cái kinh nghiệm làm việc và vệ sinh xe, và đem cái công nghệ đó về tại Việt Nam mình để làm cái vệ sinh cái xe này anh chị ha. Thì 4 anh đó là thợ chính sẽ về đây cũng có hướng dẫn đào tạo lại cho một số anh thợ trẻ, nhưng mà bù lại anh chị thì làm cái xe rất là sạch nha anh chị ha. Đó, anh chị thấy nè, cái máy móc bên Khoa làm là rất là đẹp luôn. Đó. Không có một hạt bụi nào hết. Và quan trọng hơn nữa là bên Khoa dùng những cái chai những cái chai vệ sinh, phải nói là đồ chính hãng của 3M hoặc là được nhập khẩu từ Nhật về, nên đâm ra là những cái chi tiết máy hoặc là những cái nhựa nó sẽ rất bền theo thời gian luôn nha anh chị ha. Rồi thôi, trời cũng đổ mưa, Khoa xin nên kết thúc cái video tại đây. Và Khoa cũng xin nhắc lại, đây là mẫu Innova Venturer đời 2019, xe đi được 52.000 cây số, thì tại Toyota Tân Cảng bên Khoa đang rao bán với mức giá là 790 triệu. Anh chị nào có nhu cầu quan tâm hãy lên Toyota Tân Cảng bên Khoa xem xe nhé. Và đừng quên là bên Khoa vẫn mua xe cũ rất là nhiều hãng nha anh chị ha. Và đặc biệt giá rất là tốt nha anh chị. Xin cảm ơn các anh chị ạ.